thanh niên đi học cao đẳng ta chuyển đổi số thế là những người nhỏ người ông trưởng với trưởng ban chúng ta. Quý thầy có thế và toàn thể cộng đoàn quý khách
sự hiện diện của quý nhân bậc và quý khách toàn thể hồng đoàn hôm nay làm cho giáo sư chúng con cảm nghiệm được tình thương yêu, tình hiểu thông chia sẻ và nhiều gì nữa, làm cho giáo sư chúng con cảm nghiệm được tình thương của Chúa và hồng ân của Ngài tuôn đổ trên giáo sư chúng con. Giờ đây con xin được trân trọng giới thiệu hồng đoàn cha chủ tế trong thánh lễ hôm nay, cha Francisco Assisi Nguyễn Tiến Tám, tổng đại diện giáo phận Thái Bình. Cũng trong điều vui ấy, giáo sư chúng con còn được hân hoan chào đón cha chính văn phòng, cha phó giám đốc tại chủ viện cùng toàn thể quý cha thánh sứ, quý cha trong và ngoài giáo phận đã về đây cùng điểm thơ dâng thánh lễ cầu nguyện giáo phận đại diện cho giáo sư chúng con. Xin đồng đoàn chúng ta cùng chào đón cha chính văn phòng. Giáo sư chúng con còn được hân hoan chào đón quý khách xa gần, quý toàn thể hồng đoàn, quý cô ông bà đã đến nhập dân thánh lễ trong thánh lễ chính điểm ngày hôm nay. Xin hồng đoàn chúng ta cùng chào chúc nhau và chào tay chào nhé. Và trong tâm tình ấy, ban kim nhạc của giáo sư chúng con và đây. Thank you.
thầy, quý sơ, quý hội đồng phục vụ, quý sứ, quý họ, các viên hội đồng phục vụ giáo sứ kính danh. Quý vị có quý chức cần kỳ, quý khách xa gần, quý vị đồng bào có tôn giáo bạn, quý cô, quý ông bà, và trẻ ABCM. Chúng ta đang đăng hoan vui mừng với toàn thể giáo hội Công giáo trong năm thánh Thương Xe, cùng với giáo phận chúng ta vui mừng với giáo phận Thái Bình trong năm thánh kỷ niệm 85 năm ngày thành lập giáo phận. Và chúng ta cũng cùng với toàn thể giáo hội những người yêu mến Chúa, chúng ta đang sống trong lòng phục sinh, chúng ta đang cùng với tất cả anh em chị em chúng ta hát lên bài ta Alleluia để mừng Chúa sống lại. Trong niềm hân hoan vui mừng chung của toàn thể giáo hội, hôm nay cộng đoàn giáo xứ Mỹ Lan chúng ta lại được tổ chức tuần trầu lần thay cho giáo phận. Và giờ đây chúng ta cùng nhau dâng thánh lễ kính tiễn. Trước hết là chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa vì Chúa đã yêu thương chúng ta, Chúa cho chúng ta từ một họ lẻ lên hàng giáo xứ. Và đây là tuần trầu giáo xứ đầu tiên của giáo xứ Mỹ Lan. Và các anh chị em chúng ta thấy niềm vui đó tràn ngập nơi anh chị em chúng ta trong suốt tuần qua. Tôi theo dõi trên mạng những anh chị em đã chuẩn bị cho ngày chầu rất là chu đáo, với những hình thức bên ngoài cờ quạt trời với đèn và tất cả những gì cần thiết để chúng ta tổ chức tuần chầu. Nhưng chúng ta cũng còn tổ chức tâm hồn chúng ta. Trong lúc này chúng ta có phép cha về chân lấy lễ lúc cộng đoàn chúng ta để chúng ta hồi tâm, để chúng ta đón Chúa Giêsu Kitô trong bí tích thánh thể ở trong cộng đoàn chúng ta, về với gia đình chúng ta, với mỗi cá nhân chúng ta đón nhận tâm thánh Chúa. Và nhất là hôm nay năm thánh của giáo phận, chúng ta được đón nhận ơn toàn xá trong lúc này của lễ của tuần trầu giáo xứ đây. Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa. Và đồng thời chúng ta cũng xin trước chúc phúc lành tới giáo xứ. Về với giáo xứ hôm nay chúng ta thấy có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả thời tiết rất là đẹp đẽ, từ cộng đoàn đến chúng ta đông đảo. Và có lẽ tôi đi từ cuối nhà thờ đến đây, tôi nghe chị em có lẽ lần đầu tiên của giáo xứ kính danh chúng ta có được nhiều quý trang như thế này, có đúng không chị em? Như vậy chúng ta vỗ tay cảm tạ Chúa và xin được nhân. Chúc phúc lành cho giáo phận Thái Bình của chúng ta, cầu nguyện cho mọi thành phần dân trước trong giáo phận, cầu nguyện cho đức cha quý cha, cầu nguyện cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa của giáo xứ kính danh chúng ta đây. Và trong thánh lễ này chúng ta cũng tưởng nhớ và cầu nguyện cho mọi người thân yêu của chúng ta, tưởng nhớ và cầu nguyện cho các vị tiền nhân của chúng ta, những người đã đón nhận đức tin chúng ta có gia sản đức tin như ngày hôm nay. Cầu nguyện cho các vị tiên nhân và tổ tiên ông bà cha mẹ anh em chị em của chúng ta, những người đã ra đi an nghỉ trong Chúa. Chúng ta cũng xin kính trả công những người đã làm ơn cho chúng ta, đã đấng và đã quan sát chúng ta từ trước đến nay, những người đã giúp của chúng công xây dựng bảo vệ tiến tiến trình giữ giáo phận cái riêng của giáo xứ kinh doanh của chúng ta, và vẫn đang tiếp tục giúp đỡ chúng ta trong mọi công trình của giáo xứ. Xin Chúa nhân từ trả công của ông cho tất cả các quý vị ân nhân. Chúng ta xin có được chúc phúc lành của toàn thể cộng đoàn dân Chúa đang tham dự thánh lễ hôm nay. Những để những lời cảm tạ, những lời cầu xin của chúng ta đã được Chúa chấp nhận. Giờ đây chúng ta nhìn nhận tội lỗi của chúng ta để xứng đáng tự hành hầu nhập thánh. Tôi thú nhận